Em à, bế xe anh ngồi xe trước. Lên xe đi em. 1 phút cho này quay. Xong chưa? Xong chưa em? Nó bảo cô Linh xinh nhất. Cô Linh rồi. Cô Linh kia kìa, cô Linh nhỉ? Nhét ra mà cười. Rồi. Đi chưa? Cưng, đi. Anh ngồi sau á. Anh ngồi sau. Thôi đi, thôi anh lái rồi, bye bye. Lái nhá. Lái kia. Tôi ngủ riêng một trí. Vâng, quay phim cho tối lên trên mạng xem. Mấy khi nhà mình vui vẻ. Bắt đầu sẽ chuyển bánh vòng quanh. Rồi. Nhà mình hôm nay vừa ăn cơm, ăn lẩu xong, ăn no bắt đầu nhà mình bắt đầu chuẩn bị đi vòng quanh các bà đi chơi, đi ăn chè. đi tiêu tiền tiền bảng nhiều quá. Được các bác ấy chơi, đi chơi vui quá nhỉ. Vâng, hứa với mọi người là sẽ một năm về một lần, ít nhất một lần đưa cả nhà đi chơi. Vâng, năm nay thì là đi Quảng Ninh, sang năm đi chỗ khác. Vâng đúng rồi, cứ một năm đi một lần một nơi. Vâng vâng, yên tâm, có điều kiện cho dẫn về Trung Quốc đó. Đó, Trung Quốc em cháu vào bệnh viện đấy, nó mở. Đà Nẵng đi rồi đấy. Vâng. Có điều kiện đi đi xa nữa. Cái xe đẹp chưa? Chưa. Mát quá nhỉ, đi chơi. Tối mai mình về Hải Phòng rồi, dẫn cả nhà đi ăn chè. Ăn chè, ăn những đồ ngon. Đấy. Ồ, đèn đẹp chưa? Cho lên Facebook cái quảng cáo đấy. Cát Bà là một trong những điểm nổi tiếng nhất của Việt Nam đấy, biển rất là đẹp. Sông Quảng Ninh nổi bật. Vâng, đi đầu đường là các anh kiểm tra đấy, kiểm tra số người mà đối chiếu sang xe bên kia phát ngồi 9 ngày 10 ngày. Xe hợp đồng. À. 270.000,
quay người ta xem nó đỡ chóng mặt. Biển hải sản, quán nào cũng hải sản. Phố đi bộ này đến mấy giờ ạ? Mấy giờ thế? 12 giờ. Thoải mái. Thoải mái à? Thế 1 giờ có người đi xe máy thôi. 1 giờ có người đi không? Bên ven biển này. Ồ. Đường ven biển mát lắm. Ồ, mát nhỉ. Cháo đêm. Cháo này bán mấy giờ đêm? Đồ ăn. Cháo nếu mà cháo sang bên kia bán thoải mái. Bán mấy giờ đêm? Bán kia là hết khách được. Ủa thế à? Nhiều đồ ăn nhỉ. Karaoke Luis. Nhà mình quê ở đâu bác? Hà Nội. Hà Nội đúng rồi. Ồ, khuyên karaoke là ồ đẹp chưa? Và hát karaoke là ồ đẹp thế. Phần 3 này ồ đẹp nhờ. Rose Club. Vào cửa mất tiền không? Chỉ có vào uống bia đúng không? Uống bia uống rượu. Buffet lồn nướng. Ồ, buffet lồn sáng. Trên đường đi lại có người rơi dép cho nên phải dừng lại xe. Dép xịn. Thì bây giờ tiếp tục. Ở trên đường này gió rất là mát. Ăn cơm lo. Ngồi cái xe này đi, xe điện đi xung quanh thành phố Cát Bà tuyệt vời. Đây phố này là kem dừa. Kem dừa, ô phố kem dừa. Wow, nhiều thế. Ô, thích chưa? Đấy, xin báo mọi người đây là kem dừa. Vâng, vâng. Kem dừa, đấy. Ô, nhiều nhỉ. Kem dừa ngon nhỉ, đấy. Đặc sản chắc là chả mực giã tay, chả tôm biển. Qua đầu mối hải sản tham quan thì có qua mực dừa thì cá ruốc mực giã tay. Kem dừa Côn Đảo này ngon chưa, nhìn nó hấp dẫn rồi. Rồi mình ăn chưa, ăn cái này chưa? Kem dừa Côn Đảo mình ăn chưa? Quan chưa, tí mới ăn nào. Vâng. Chơi vòng chút bé ăn kìa. Ăn từng thức biết. Chân châu. Cả nhà vừa ăn cơm xong, lo quá. Vâng. Kem dừa Côn Đảo cái quán này ngon này. Ôi ngon nhỉ. Vâng vâng, tí quay lại. Oh.
hội đồng massage, chè sầu riêng. Vâng, mai về em ạ. Tối mai. Chiều mai là về thôi. Thôi tí nhà mình có qua thăm quan tí hải sản quán. Cá thu, cá thu, tắng. Về về giúp tôi, giúp mẹ thì sẽ. Welcome Cát Bà Fish Pool. Cảng cá Cát Bà Hải Phòng. Mát quá nhở. Bên kia. Mát quá. Cái gì mắm làng nghề nước mắm làm nước mắm xưởng mắm đây này, đúng rồi. Qua em mua chai nước mắm không? Đây xưởng nước mắm này. Đúng rồi, thương hàng. Nhà hàng Vịnh Bắc Bộ. Nước mắm Cát Bà. Ôi, mấy bao nhiêu chum nhỉ, nước mắm nhỉ. Nước mắm chất, nước mắm nguyên chất. Ngon thế, các bác không làm lít về mà chấm. Vâng. Đây là những cái tàu đánh cá đúng không ạ? Vâng, cá về. Sao đằng sau có treo mì không? Vẫn treo. Xe mình đi trước à? Vâng, xe mình đi trước. Cho xe đi trước đây. Để quay theo nhé. Cho xe vấy, đi vấy, trước. Vấy đi, vấy xe kia đi trước. Cho xe kia đi trước. Dẫn đầu đây để quay. Muốn ăn gì thì chọn nhá. Ôi dồi ôi các bạn. Xinh tối luôn các em. Mát nhỉ. Lạc, dưa. Thank you.
15 phút rồi đấy. Quay 15 phút thì khá dài. Mà đây nữa mà. Đây bán gạo này, gạo hoa quả bán buôn sạch, mít sầu riêng thì gì cũng có, hoa xoài. Siêu thị ốc, cơm ngon. Em trái dừa. Ô xe này có đông xe mình. Đông xe mình bây giờ. Đang ngồi trên cái kia, đang ngồi. Vâng. Xe mình. Bia hơi. Wow, lại cái lẩu cá à? Nước mắm cát hải. Anh em quán nhậu vui vẻ. Nói chung là hôm nay đi rất là vui vẻ, được mọi người chơi một buổi trưa, chiều là ra biển chơi, xong buổi tối là ăn cơm lo trên gác, ăn lẩu, xong buổi tối đi dạo, đi xung quanh phố phường, đi khác đi ăn kem dừa. Lúc ấy cái phố ấy, kem dừa ngon đấy. Lúc mình bảo rẽ là toàn kem dừa. Ừ, toàn kem dừa đấy, quán ấy ngon đấy. Đi quay về đây. Siêu thị ốc. Xin chào mọi người, mọi người đang đi đâu đấy? Sướng nhỉ? Ăn cơm lo không phải nghĩ, đêm đi chơi. Ước mơ ngày nào cũng như hôm nay là tuyệt vời. Ơi sướng. Đấy. Em chạy lên quán cơm dừa đi mắt quán nha mọi người. Là thu tiền luôn chứ. Người xấu nhá. Rồi xin chào mọi người nha.